Thank you.
Cầu thơm ngát
tuyền chân, tuyền chân treo thuốc trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, sướng dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về quê hương ta sống, em theo anh đi về quê hương mặn nồng, đồng xanh chưa gái chưa con, lúa nhung xuân sao chào đón, bầy chim nghe xin khoe khoang, thấy em đua nhau hoa đăng.
chợt mang giày đầu che cái khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, dương em về con nước mừng vui, dương em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đánh cù. Chợ quê xưa thành phố mới, dương em về con nước mừng vui, dương em về cho bên một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm.
phúc vừa rồi của cô Hoàng Mai đúng không ạ? Thưa quý vị, sau một tràng pháo tay của toàn thể quý vị là những niềm động viên rất là lớn cho những nghệ sĩ ở trên sân khấu. Rất mong các cô, các bác, anh chị, quý vị chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để cảm ơn tiếng hát của cô Hoàng Mai đúng không ạ? Một tràng pháo tay nữa thật lớn của quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi lại nhận được thêm một thư yêu cầu, một cú điện thoại của một bác trong ngôn trường có nói với tôi rằng: tôi ngồi từ nãy đến giờ, sao ban tổ chức phớt lờ tôi đi? Tôi buồn tôi chẳng nói chi thì ban tổ chức tức thời gọi tôi. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiếng hát của cô Kiều Trinh. Và cô Kiều Trinh có đây không ạ? Xin mời cô lên sân khấu đi ạ. Vâng ạ, xin mời ạ, cô mặc bộ váy mường rất đẹp thế nhỉ. Chúng ta dành cho cô một tràng pháo tay đi ạ. Minh Quang xin được trân trọng gửi tới toàn thể các cụ, các ông, bà, cô chú, anh chị một ca khúc rất sôi động, ca khúc hát về miền quê hương miền Tây, ca khúc mang tên Cô Ba Việt Vườn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Camera iPhone Galaxy S7, S8 ta ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của buổi tối hôm nay.
Và trước khi tiết mục được tiếp tục thì quý vị có thể dành thêm một tràng pháo tay nữa được không quý vị ơi? Rất tuyệt vời.
Tuyệt vời ạ. Các cô ơi, con muốn nhờ các cô ở lại nán lại một tí thôi ạ. Con lâu lắm rồi con mới thấy có một đám cưới vui vui như thế này. Và sau đây thì con muốn hát một ca khúc nhờ các cô phụ họa giúp. Ca khúc Cô Gái Sầm Nưa đúng không ạ? Vừa hát vừa nhảy nhá. Hát rồi, nhảy rồi, bây giờ vừa hát vừa nhảy đi. Và thấy các cô các bác rất là vui rồi. Và xin mời keyboard giúp cho mình ở dòng Lê Thăng. Chiều Xuân ở Xi Thứ. Nhạc bốc một chút để phục vụ các cô bác. Những ai còn đang lanh thì chúng ta vào sân khấu đi ạ.
bác cảm ơn anh Cảnh nhá. Cảm ơn rất nhiều. Các cô bác thấy nóng chưa ạ? Chưa ạ? Chưa nóng thì chúng ta lại đến với một ca khúc sôi động nữa. Và xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của anh Hoàn đến từ Trung tâm Sự kiện Nam Anh. Ca khúc Xuân Yêu Thương. Và hôm nay chúng ta hát về tình yêu và hát về mùa xuân rất là nhiều đúng không ạ? Và tiếp tục xin được mời các cô các bác chúng ta lên sân khấu. Vui hết mình. Vâng, và xin đây nhá. Một ca khúc rất là một hát Xuân Yêu Thương. Chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa Hoa Núi do đội văn nghệ của thôn ta biểu diễn và chúng ta chuẩn bị nhạc đi ạ. Và trong khi chuẩn bị nhạc thì Minh Quang sẽ hát tặng quý vị một bài trong khi chờ nhạc. Và xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chiếc Khăn Piêu sáng tác của nhạc sĩ Doan Nho. Và xin được nhờ bên keyboard giúp cho Minh Quang ở dòng Si Thứ. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mười mấy nữa rồi mà.
vẫn còn chín chắn các cô các ông các bà hãy cho một tràng pháo tay được không ạ? Chiều khuya
Xin được trân trọng kính mời ban lễ tiếp tân của gia đình. Chúng ta sẽ ra ngoài hàng bàn hàng ghế để chuẩn bị chầu trà thức ăn kẹo đón tiếp hai đoàn đứa gái. Hiện tại có hai đoàn đứa gái đang xuống giao lưu với gia đình nhà ta. Xin được trân trọng kính mời. Mai chiếc áo dài cài nhiều
chân chưa cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thân tình, trên chuyến xe thực hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai. Tiếng lá rơi chào thua nói gì đâu mơ đừng mong. Anh nghiêm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tây bên cầu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi.
gây sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài. Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, tiếng cũng vang em cô út hò xoàng. Nhà anh có ruộng cỏ bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai dài. Trái thép bò xe còn gái thép lợn gà. À, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm, 50 giò lái rước dâu rộn ràng. Trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện phóng hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế giới. Vâng ạ, quý vị thân mến, chúng ta đã được chào đón những bước chân của đôi cô dâu và xứ rể đã trở về với khán phòng cưới của đại tình gia gia đình hoàn nhân gái chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chào đón. Quý vị thân mến, thật thúc là yêu nhau thì tháng đời năm chờ, mà niềm vui ngày cưới thì bây giờ đã là đây. Ngày hôm nay đây, đứa bạn trẻ Phương Xiền và Đặng Duy Đặng và những ước mơ trong niềm vui hân hoan vẫn cười của các cụ, các ông, các bà, vô sĩ, chú bác cũng như toàn thể các quý vị quan khách quý ngày hôm nay đây đã bất chút những thời gian và ngọc của mình để đến đây tham dự chương trình đại lễ phu quy của đôi cô dâu và chú rể. Bên tổ chức tôi xin được thay lời cho gia đình xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và xin được trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể các quý vị quan khách quý. Chúng ta sẽ cùng lựa chọn cho mình những chiếc ngồi thích hợp nhất tại khán phòng tiệc cưới chính và đại tư gia gia đình họ nhà gái chúng tôi đã chuẩn bị để kinh đón sự hiện diện có mặt của toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin phép cho Lan Anh đến từ trung tâm tổ chức sự kiện toàn thắng sẽ được gửi tới toàn thể quý vị khách quý những lời kính chúc sức khỏe vỗ lại chào trân trọng nhất. Quý vị thân mến, đám cưới chính là hình ảnh đẹp nhất của hạnh phúc lứa đôi, là sống phúc lộc thọ, niềm vui niềm hạnh phúc của hai họ hai bên gia đình. Ngày hôm nay đây, với sự hiện diện của toàn thể quý vị, những tình cảm, những lòng nhiệt thành mà toàn thể quý vị đã dành tặng cho gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay, giây phút này đây chúng ta cùng dành lên một tràng pháo tay thật lớn thật rộn rã để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Cô dâu Phương Xiền và chú rể Duy Đặng xin trân trọng kính mời. Dành lên những tràng pháo tay thật lớn thật giòn giá để chào đón sự hiện diện của đôi Tân Lam và Tân Đương sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để ra mắt cúi chào toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau mắt kính thưa toàn thể quý vị, con người thì có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới nở cành xanh lá, mà nước có nguồn mới biển lặng sông sâu. Đôi bạn trẻ này từ đâu mà có, cũng từ công ơn sinh thành mà ra. Giây phút này đây chúng ta hãy cùng dành lên một tràng pháo tay thật lớn thật rộn rã để chào đón hai vị đại diện, hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để có những đôi lời phát biểu xin sâu. Xin được trân trọng kính mời. Tình yêu lúc này đây đó chính là cô dâu Phương Diền và chú rể Duy Đặng cùng với hai bác trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình sẽ biết được ra mắt cuối chào toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu đó chính là những thứ tuyệt vời nhất mà đấng tạo hóa đã dành tặng cho mỗi con người chúng ta. Khi hai trái tim đã hòa cùng một nhịp, khi hai con người đã đi đến được cái đích của tình yêu, và để rồi anh sẽ về thú với mẹ cha, mẹ sẽ đồng ý cho ta lấy mình, em cũng lại về thú với gia đình lại đồng ý cho mình lấy ta. Quý vị thân mến, ngày hôm nay đây đó chính là một ngày đẹp trời, một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, ngày mà ông Tơ và Nguyệt đã kết tóc xe duyên cho đôi bạn
trẻ Phương Diền và Duy Đăng, ngày mà hai gia đình đã lựa chọn để long trọng tổ chức đại lễ phu quy cho đôi cô dâu và chú rể. Và giây phút này đây, Lan Anh xin phép được trịnh trọng tuyên bố đại lễ phu quy của cô dâu Phương Diền sánh duyên cùng với chú rể Duy Đăng chính thức được bắt đầu. Và chào một tay thật lớn từ toàn thể quý vị để thay cho tiếng pháo chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là nhà dâu nhà rể thì đâu có xa, hai bên kết nghĩa tình thân đậm đà, mà nhà trai nhà gái chẳng xa cũng chẳng gần, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm. Và lần đầu tiên thì xin phép cho con xin được trịnh trọng kính mời bác trưởng đoàn đến từ quan viên họ nhà trai sẽ có những đôi lời phát biểu và lời tỏ tường xin dâu. Và chúng ta hãy cùng dành lên một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Bình thưa, tôi xin phép là hẳn là thường mướng nhá, cáo ông cọc mê nhá. Với thường xuôi tôi cũng cạn xoài lắm. Bình thưa, cáo ông cọc mê, em hùn hòa bạc, đông cả hao lồn, hàng hò bổn bên, có thể thanh niên nam nữ, thanh tụ, lo cuộc hôn ngày hôm nay. Vâng, thì tôi cũng là hết, tôi cũng xin cảm ơn các ông cọc mê, em hùn hòa bạc, đông cả hao lớn, các thương yêu àn, gia đình nhận tôi, em hùn hòa bạc nhận tôi. Ông chia con khế cải với nuôi bổ chiểm mế, tôi cũng xin cảm ơn. Được hết, tôi cũng có đôi lối phát biểu và xin dâu. Thưa các ông các mê, em hùn hòa mạc, hai hòa bổn bên, có thể thanh niên nam nữ cuộc hôn ngày hôm nay. Thưa các ông các mê, em hùn hòa mạc, thịt long một quả chính, chầu riêng và chầu đắng, tạt lượng thánh, nguồn sứ thương hiểu và thương yêu nhau, cũng phải chỉnh muối. Nguồn sư nhật chỉ của hai gia đình, nguồn sư vun vẹn của hai hó bổn bên, và đồng thời là nhật chỉ của chính quyền địa phương xã Cao Sơn cho phép hai cháu ảnh đăng ký kết hôn. Hai gia đình cũng ảnh sư thống nhất và ban bạc tròn cái năm lén khẳng thốt tổ chức 5 năm hạnh phúc trai con. Hôm nay tôi cũng ảnh sư phân công và cách cử họ nhà trai ảnh tôi là ông trường đón. Vừa xin phép các ông các mê em ngủ hoa mạc đông cá hoa lớn, từ gần xin con toàn du với từ nuôi bổ xiểm mê em ngủ hoa mạc nhà tôi gia đình nhận tôi. Tôi cũng chẳng mà nói chuyện hết, tôi cũng xin cảm ơn các ông các mê đã có sự đón tiếp rất là chu đáo và nhiệt tình. Tôi cũng đại diện cho em ngủ hoa mạc ngày trai của tôi là kính chúc các ông các mê em ngủ hoa mạc đông cá hoa lớn đón cả hồ hôn ngày hôm nay thì thanh niên nam nữ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc cho hai con cháu Đăng và cháu Diền 5 năm hạnh phúc tròn đời bên nhau, giàu sang phù quỷ hơn. Tôi xin cảm ơn và xin hẹn ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời vàng ý ngọc của bác trưởng đoàn đến từ quan viên họ nhà trai. Quý vị thân mến, có nam có nữ mới nên xuân, có nhà trai nhà gái thì mới nên phần thông gia. Mà nhà trai đã phát biểu rồi thì giờ đây nhà gái chúng ta cũng phải có đôi câu đáp từ. Và chúng ta hãy cùng dành lên một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bác trưởng đoàn đến từ quan viên họ nhà gái sẽ có những đôi lời đáp từ cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng ạ, tôi cũng xin phép hồi hôn, đó là cô Tưởng Mương. Thế kính thưa hồi hôn, thưa các ông các mế, thưa các anh các chị và các chú các bác các gia đình, thì hôm nay là ẩm sứ nhật chỉ của hai gia đình và sứ nhật chỉ của chính quyền địa phương, mà nhật là sứ nhật chỉ của hai cháu. Thì là hôm nay hai gia đình là tổ chức lễ thanh hôn cho hai cháu, thì là 5 năm bạc đầu râu là thương yêu lì ra. Thì là tôi cũng đại diện cho họ nhà gái cũng xin phép bảo đôi lời về hồi hôn thế đi. Được nhất là tôi cũng xin đại diện cho họ nhà gái là chúc hồi hôn và xin chúc trước về toán thế gia đình nội ngoại nó luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, thì đi kính thưa hồi hôn, hôm nay thì tôi cũng đại diện cho họ nhà gái cũng lấy cũng tỏ mấy lời về hàn họ thế đi. Thì con nhà tôi cũng có khôn mà chứ còn lớn, thì cũng bữa nay mà lên là cũng giao con giao cả cho họ nhà trai. Bữa giao mà lên thì bữa nay mà lên thì mong họ nhà trai cố gắng giáo dục vào đến lên cho con cả chúng tôi được thành người con. Thì chúng tôi cũng
rất là tin tưởng bên họ nhà gái ơi, họ nhà trai thì tôi trong mặt đang thể nói thì tôi xin hết sức là cảm ơn chú nhiệt tính và chú đạo chú đón tiếp của bên họ nhà trai, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn những lời vàng ý ngọc của hai bác trưởng đoàn của chúng ta. Thật đúng là những lời vàng ý ngọc của hai bác trưởng đoàn của chúng ta. Thơm như mật, ngọt như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra khắp hội trường. Một tràng tay thật lớn nữa của quý vị để cảm ơn ạ. Và giây phút này đây, xin mời hai bác sẽ dành trao cho nhau một cái bắt tay thật chặt đi ạ. Kể từ giây phút này, hai gia đình đã trở thành thông gia. Xin chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ luôn luôn bền chặt và luôn luôn gắn kết. Xin được cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin được cảm ơn ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, cha mẹ nào cũng nuôi con mình khôn lớn, mà khôn lớn rồi thì lại chắp cánh cho con. Ai chắp cánh cho chim bay làm tổ, ai mở đường cho đôi lứa yêu nhau. Và để rồi công cha mẹ sinh thành dưỡng dục, đào làm con cất bước đi lên trong ngày vui hạnh phúc lớn nhất của hai con yêu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu cha và mẹ của cô dâu Phương Diện ngày hôm nay. Đây cũng có những món quà thật là tuyệt vời để dành tặng cho các con yêu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng và trân trọng kính mời. Tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và trân trọng kính mời cha và mẹ của cô dâu Phương Diền sẽ di chuyển lên sân khấu để trao những món quà thật là tuyệt vời để dành tặng cho các con yêu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, những nụ cười rạng rỡ nở trên môi của những người làm cha làm mẹ, bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn trưởng thành, thì ngày hôm nay đây được chứng kiến các con của mình đã trưởng thành và yên bề gia thất. Đó chính là một niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm cha làm mẹ. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu cha của cô dâu Phương Diền ạ. Xin được trân trọng kính mời cha sẽ lên sân khấu để trao những món quà là thật là tuyệt vời để dành tặng cho các con của mình, cũng như là chụp những bức ảnh làm lưu niệm cùng với các con của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín ông cha. Tần tảo sớm hôm mẹ đã nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha đã che chở cho con. Và còn gì tuyệt vời hơn nữa trong ngày vui hạnh phúc lớn nhất của các con yêu, được chứng kiến những giây phút mà các con của mình hạnh phúc và đã bia yên về gia thất. Đó chính là một niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay đây, cha và mẹ cũng có những món quà nhỏ để dành tặng cho các con yêu, để thay cho một nguồn động viên những lời chúc phúc tốt đẹp nhất để dành tặng tới các con. Chúc các con sẽ trăm năm hạnh phúc. Cho đôi con dâu và chú rể xin được cảm ơn cha và mẹ rất là nhiều. Xin chào các con của mẹ đi. Bây giờ tôi quên là nhớ con thân cả nhé, hoặc lấy ăn cá. Con của mẹ ấy nhớ lấy ăn cá. Xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn những món quà của cha và mẹ. Xin chúc cha và mẹ sẽ luôn luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ để vui khỏe cùng với các con, các cháu. Xin được cảm ơn cha và mẹ rất nhiều. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời cho gia đình, xin được trân trọng kính mời cha và mẹ sẽ cùng di chuyển xuống phía dưới và tiếp tục thử chương trình đại lễ phục quy của hai con của mình. Và sau đây xin được trân trọng kính mời ông bà cũng như là các bác, các cô, các chú, các anh, các chị ngày hôm nay đây, quý vị có những món quà để dành tặng cho đôi cô dâu và chú rể thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để trao những món quà dành tặng tới cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay, cũng như là chụp những bức ảnh làm lưu niệm cùng với đôi cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Ngay sau đây xin được trân trọng
chào kính mời cô dâu và chú rể. Hai bạn chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống phía dưới, tiếp cận từng dãy các bàn tiệc và đi mời chầu, mời trà, mời thuốc toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bác trưởng đoàn đến từ quan viên họ Nhà Trai sẽ có những đôi lời phát biểu cảm ơn trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thì tôi cũng xin cảm ơn các ông các mê đang ngủ nói mạng đông cáo lớn và cuộc hôn ngày hôm nay này. Tôi đi cuộc vui đóng thì tôi cũng xin phép các ông các mê thương hẳn em ngủ nói mạng em tôi rồi, tôi xin cảm ơn thì cũng hảo cho cái ngày đẹp và giới đẹp cho là thổ cho hai bên và hai con thì cũng xin phép các ông các mê thì tôi cũng thu xếp bằng cái giới đẹp nên tôi xin phép toàn con với người từ báo cáo với tổ tiên với em ủng hộ mạc anh tôi để tổ chức 5 năm hạnh phúc chỉnh trực cha con. Tôi xin đại diện cho phải đón nhà trai của tôi là kính mới các ông các mê con thề hôn của mê với người nhà trai của tôi từ dư cái cuộc hồi hôn chỉnh thực cho hai con với giờ đẹp nhà lần tôi xin phép là hai giờ kẻm hai mươi là xin phép là toàn con bao nhà từ báo cáo với tổ tiên xin cảm ơn. Và dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những lời của bác trưởng đoàn đến từ quan viên họ Nhà Trai cũng thay cho những lời khép lại chương trình đại lễ vô quy của cô dâu. Thời gian cách xa đời trước, đường sang nhà mang tiếng.
hoa câu bên này dùng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh một lá trầu xanh thắm tình em trắng phai màu. Thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị bạn bè thân mến, hiện diện trên sân khấu là hai người đẹp nhất của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Được kính thưa toàn thể quý vị, được sự nhất trí của hai bên gia đình, sự cho phép của chính quyền địa phương và sự tìm hiểu chín mùi của đôi bạn trong của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi cũng sẽ được trân trọng đón mời trở lên sân khấu hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ chuyển chân về phía trên sân khấu chính của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô chú, anh chị thân mến, hiện diện trên sân khấu là hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình và bố mẹ thân sinh ra chú rể Duy Đặng. Với sự hiện diện đó, chúng tôi xin được long trọng tuyên bố lễ thành hôn của Duy Đặng, Sánh Duyên cùng Thúy Diện chính thức được bắt đầu. Thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô, chú, anh chị thân mến, và đại diện cho gia đình nhà trai đã trở về hốt trường nhà gái để cùng xin dâu và đón cô dâu Thúy Diện trở về hốt trường nhà ta để cùng tổ chức lễ thành hôn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây cũng xin được trân trọng đón mời ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà gái và đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể các ông các bà, xin lỗi rồi thì muốn ạ. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể các ông các mẹ và bạn bè thanh niên nam nữ long hội lớn ngày hôm nay, an sư nhật chữ phân công của ban tổ chức họ nhà gái, tôi xin có ý kiến một số phát biểu, một số nội dung. Trong quá trình hai cháu cũng tìm hiểu và thương yêu nhau, bạn hàng bên gia đình cũng như là họ mạc bên nội bên ngoài vun đắp cho hai cháu để xây dựng cái cuộc hạnh phúc năm ngày hôm nay. Tuy nhiên hai bên gia đình cũng chẳng chê khó chê nghèo chi, tức là thương ảnh con cái anh tôi ngày hôm nay cũng do con cái của được cả ông càng mía hay mát được là ai đây để có lớn nhưng mà chưa có khôn, cho riêng hai bên gia đình cũng như là em hùn họ mạc nội ngoại
mà khuyên răng rầy báo cho lắm buồn lắm mạng. Để hôm nay cũng ăn chưa nhật chị của chính quyền địa phương và bên gia đình con cái đã tù thuối đi xây dựng gia đình. Thì hôm nay là cùng hai bên gia đình lứa kể năm tháng tháng thối ngày lén nó tổ chức 5 năm hạnh phúc cho hai con cải mai mai bến vững cho tiền đập bạc giang long. Với hôm nay đại diện cho họ nhà cải giao con giao cải cho các ông các mế cũng như là họ mạc vừa giữ phụ ý lương thánh con cải của các ông các mế ở Long Gia Đình. Xin là cảm ơn. Và nhân dịp đầu năm 2021 tôi xin chúc các ông các mế cũng như là toàn thể hội trưởng thêm một tuổi mới rồi rao sức khỏe là ăn gặp nhiều may mắn hơn năm cũ. Xin ạ. Vâng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu, lời vàng ý ngọc, lời căn dặn của ông trưởng đoàn của gia đình nhà gái. Ông trưởng đoàn của gia đình nhà gái cũng gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô chú anh chị của gia đình nhà trai của chúng ta lời cảm ơn sâu sắc nhất đã đón tiếp thật nhiệt tình phái đoàn của họ nhà gái. Và để đáp lại tình cảm đó, xin được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn của gia đình nhà trai có đôi lời phát biểu xin dâu và đặt tên cho con cho cái theo phong tục của người Mường. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa toàn thể các bạn trẻ, thưa toàn thể hội hôn, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt phái đoàn gia đình nhà trai trong ngày lễ thành hôn ngày đầu tiên của xuân năm mới 2021 xin gửi tới các cụ, các ông các bà cùng toàn thể hội hôn lời chào, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất trong ngày vui trọng đại hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn phái đoàn gia đình nhà gái đã chú đáo, hân hoan đưa hai con về đến hôn trường nhà trai và có lời phát biểu chia sẻ giao dâu. Kính thưa toàn thể hội hôn, xuất phát từ tình cảm cao quý và ngọc của hai cháu Duy Đặng và Thúy Duyên, sau thời gian dài tìm hiểu quý mến nhau, hai con quyết định đến với nhau để xây dựng tương lai, xây tổ ấm hạnh phúc. Hôm nay được ngày lành tháng tốt, được các cụ, các ông, các bà, được bố mẹ thân sinh hai bên của các con đồng ý, chấp thuận và sự quyết định đến với nhau thành hôn của hai con, được sự chứng nhận của chính quyền địa phương, gia đình nhà trai chúng tôi có cây trầu, buồng cau, có lễ về để có lời xin dâu cùng với toàn thể gia đình nhà gái và được các ông, các bà cùng toàn thể gia đình đồng ý đón nhận, tiếp nhận tình cảm chân thành cao quý của gia đình nhà trai chúng tôi. Được sự đón nhận đó, gia đình nhà trai chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Và hai họ, hai gia đình ngày hôm nay trang trọng tổ chức quyết định lễ thành hôn cho hai con để hai con về làm dâu, làm rể hai bên gia đình, để hai bên gia đình từ nay trở thành là một. Hai con, hai cháu hôm nay sẽ trở thành hai con của hai họ, hai bên gia đình. Cháu Đặng của gia đình chúng tôi sẽ trở thành rể Thảo của các ông, các bà. Cháu Diện của gia đình các ông các bà sẽ trở thành dâu hiền của gia đình nhà trai chúng tôi. Kính thưa toàn thể hội hôn, theo phong tục tập quán tốt đẹp, chúng tôi xin được đón nhận và đặt tên cho cháu Diện là con út, cháu út, em út, chị út, mợ út, là dâu con út của gia đình nhà trai chúng tôi. Và xin được trân trọng đón nhận cảm ơn dâu con là cháu Diện về làm dâu gia đình nhà trai chúng tôi, có lễ, có quà biếu bố mẹ, anh chị của gia đình chúng tôi. Trong ngày lễ thành hôn trọng đại này, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự chia sẻ con cái của các ông các bà cho cháu Diện về làm dâu con của gia đình nhà trai chúng tôi, sánh vai cùng với cháu Đặng trên con đường xây dựng hạnh phúc, xây dựng tương lai. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự chia sẻ cao quý đó và xin được đón nhận dâu con của gia đình nhà trai chúng tôi. Kính thưa toàn thể hội hôn, năm 2021 đã đến tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Tôi xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe cụ ông, cụ bà cùng toàn thể hồi hôn mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang và thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và hy vọng. Xin chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Tôi xin được trân trọng cảm ơn hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình đã có những lời phát biểu, những lời căn dặn và những lời cảm ơn để gửi tới toàn thể quan viên quý khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời hai ông hãy bước lên phía trước một bước, dành cho nhau một cái bắt tay thật nồng nhiệt nhất để gắn kết thêm tình thông gia. Xin được trân trọng kính mời hai ông và xin được trân trọng cảm ơn hai ông đại diện cho hai bên gia đình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô chú, anh chị thân mến, và đến bây giờ đã đến thời khắc quan trọng. Và lúc này đây, chú rể Di Đặng cũng có thỏ thẻ với cô dâu thí diện rằng anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa cỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Và cô dâu thí diện cũng có chia sẻ với chú rể Di Đặng rằng khi về nhà anh thì mẹ của anh phải đâu mẹ của riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Ngày xưa má mẹ cũng hồng, bên anh mẹ tức lo từng cơn đau. Bây giờ tóc mẹ trắng phau, để cho mái tóc trên đầu anh đem. Đâu con dốc nắng đường quen, chợ xa cách nặng mẹ lên mấy lần. Thương anh thương cả bước chân, giống bàn chân mẹ tảo tần nam nao. Lời ru mẹ hát tuổi nào, chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh. Nào là hoa bưởi hoa chanh, nào có quan họ mái đình cây đa. Em xin hát tiếp lời ca, ru anh sau những lo âu nhọc nhằn. Hát tình yêu của chúng mình, nhỏ nhoi giữa bột trời xanh khôn cùng. Khi về nhà anh thì cha mẹ của anh cũng là cha mẹ của em. Vợ chồng chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cha mẹ, vun đắp gia đình ngày một ấm no hạnh phúc. Và để chứng minh cho tình yêu đó, ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời chú rể Di Đặng và cô dâu Thế Diện sẽ trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, đó là chiếc nhẫn cưới. Dạ vâng, cô dâu Trần Xuân Bắc mượn bó hoa tươi thắm một chút xíu ạ. Và trước sự chứng kiến của bố mẹ, của chú rể và hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời chú rể Di Đặng và cô dâu Thế Diện sẽ trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, chiếc nhẫn cưới. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nhẫn cưới là một vòng tròn không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Nó đánh dấu cho một tình yêu vừa nảy nở vừa đâm chồi. Và ngày hôm nay đây, cô dâu và chú rể chính thức thành vợ thành chồng. Và quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cô dâu chú rể vừa trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng của tình yêu, đó là chiếc nhẫn cưới. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời hai bạn trở về bên tháp rượu, trở về bên tháp bánh để cùng cắt lên những tầng bánh ngọt ngào của tình yêu. Và kính thưa toàn thể quý vị, trước sự chứng kiến của hai vị trưởng đoàn, của cha mẹ, của chú rể, cô dâu chú rể đang tay trong tay để cắt lên những tầng bánh ngọt ngào của tình yêu, xin được trân trọng kính mời đôi bạn sẽ chúng ta sẽ cắt những tầng bánh ngọt ngào hương vị của tình yêu. Cô dâu và chú rể xin được trân trọng kính mời hai bạn, chúng ta sẽ trở về bên tháp ly. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, cô chú anh chị thân mến, rượu champagne ở nước ngoài người ta làm khai vị cho các bữa tiệc, nhưng ở hôn trường của gia đình chúng ta thì là khai vị cho tình yêu, khai vị cho cuộc sống gia đình. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ mở chai rượu và khui chai rượu để cùng tay trong tay rót lên những tháp ly tuyệt vời của tình yêu. Những phút tâm sự
Còn chú rể Duy Đạt cũng còn rất là bỡ ngỡ. Ngày hôm nay đây hai bạn rất hạnh phúc và rất bỡ ngỡ trước buổi lễ thành hôn này. Rất tuyệt vời, nổ một tràng pháo tay là lớn quý vị ơi. Xin mời chú rể chúng ta sẽ khui chai rượu thứ hai. Và chai rượu thứ hai này xin mời chú rể rót vào những chiếc ly bên dưới trước. Hạnh phúc lứa đôi chân nông kia. Vâng ạ, với chai rượu đầu tiên thì còn rất bỡ ngỡ, nhưng với chai rượu thứ hai thì chú rể chúng ta đã có vẻ thuần thục hơn rồi ạ. Mà xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ rót vào những chiếc ly ở phía dưới. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ tiếp tục rót lên những tháp ly ở phía trên. Xin mời kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô chú, anh chị thân mến. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ trở về vị trí. Và ngay sau đây, cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu sẽ chuyển ly rượu tới người cha thân sinh ra chú rể, để cảm ơn cha đã nuôi nấng con trở thành một chàng trai rất đẹp trai. Và xin mời ly rượu thứ hai, cô dâu sẽ chuyển cho người mẹ của chú rể, để cảm ơn mẹ đã mang nặng để đau nuôi anh Đặng của chúng ta khôn lớn thành người. Xin được trân trọng kính mời chú rể Duy Đặng sẽ trao ly rượu tiếp theo cho ông trưởng đoàn của gia đình nhà gái, để cảm ơn bố mẹ, cảm ơn họ bạc, cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà đã chia sẻ con cái trở về để làm dâu, làm con của gia đình và làm vợ của chú rể Duy Đặng. Và ly rượu tiếp theo xin được trân trọng kính mời cô dâu để trao cho vị trưởng đoàn của gia đình nhà trai đã cất bước trở về hôn trường nhà ta, để cùng đón cô dâu trở về với hôn trường nhà trai để cùng tổ chức lễ thành hôn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ly rượu tiếp theo xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay trong tay để uống ly rượu ra bôi. Và phía dưới thì chúng ta cùng nếm ạ. Xin được trân trọng kính mời hai bên thông gia chúng ta sẽ cùng cạch ly với nhau để cùng uống ly rượu hạnh phúc, mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ khoát tay để uống ly rượu ra bôi. Và phía dưới chúng ta cùng đếm ạ. 3, 2, 1, xin mời. Và xin mời bố mẹ và hai vị trưởng đoàn chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho hai con, hai cháu của gia đình. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị trưởng đoàn. Từ đây bên nhau lo rừng xanh tổ ấm ta hát. Xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của gia đình chúng ta sẽ cùng. Xin được trân trọng kính mời vâng kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè thân mến. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sống hôm mẹ đưa con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Và trong ngày vui trọng đại của hai con, bố mẹ cũng có món quà dành tặng cho hai con. Chúc mừng hai con thành vợ thành chồng và cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. Thay lời cho hai con, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ đã dành tặng những món quà ý nghĩa, dành tặng tình cảm cao quý dành cho hai con. Xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Và xin được trân trọng kính mời bố mẹ chúng ta sẽ trở về phía dưới để cùng uống nước ăn trầu và đón tiếp
quan viên hai họ của hai bên gia đình. Và phía trên sân khấu, các bạn thanh niên lúc đấy là bảo là chúng nó yêu nhau lâu rồi mà không biết là chúng nó có làm gì nhau chưa. Quý vị có muốn biết là đã làm gì hay chưa? Dạ vâng, chưa biết ạ, đúng không ạ? Dạ vâng, thì bây giờ hôm nay cô dâu và chú rể sẽ cho mọi người cùng biết. Và kính thưa toàn thể quý vị, xin được hỏi chú rể Duy Đặng là thấy hai bạn quen nhau lâu rồi, nhưng hai bạn đã yêu nhau được lâu chưa? Được lâu rồi. Ngắn không dài, 3 năm rồi. Không ngắn, không dài, vừa vừa, chỉ có 3 năm thôi ạ. Một khoảng thời gian cũng tương đối một chút xíu. Và xin hỏi chú rể là 3 năm đấy thì hai bạn đã hôn nhau bao giờ chưa? Chưa. Có rồi. À, có rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi là hỏi cô dâu một chút xíu. Hỏi thật và trả lời thật nhé. Nụ hôn mà cô dâu và chú rể trao cho nhau thì là ai trao trước? Chú rể hay là cô dâu trao trước? Chú rể. À, cả hai đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đây là một sự tình nguyện và chính thức hai bạn yêu nhau, cho nên là cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Và chú rể có còn nhớ cái cảm giác đấy không ạ? Nụ hôn đầu tiên, cho nên là bây giờ vẫn nhớ như in. Và bây giờ cô dâu sẽ chú rể sẽ thực hiện lại nụ hôn đầu ở trên sân khấu này trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên quý khách. Ngày hôm qua hôm kia thì hai bạn chỉ thập thà thập thụt lén la lén lút chào cho nhau nụ hôn, nhưng ngày hôm nay Thúy Diện đã trở thành vợ của bạn, hai bạn đã trở thành vợ chồng của nhau, cho nên chúng ta không cần gì phải e ngại nữa. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ quay mặt trở về phía nhau ạ. Hôn nhau nhiều rồi chắc là tay là biết đặt ở chỗ nào rồi đúng không quý vị? Và xin mời chú rể và cô dâu chúng ta đặt tay vào chỗ mà chúng ta cần đặt. Đúng rồi, rất kinh nghiệm đúng không ạ? Và phía dưới chúng ta cùng đến nhá, nụ hôn này sẽ kéo dài trong vòng khoảng độ tầm 3 phút. Khi đường nhạc của chúng tôi kết thúc thì nụ hôn mới kết thúc. Chúng ta cùng đến ạ. 3, 2, 1, xin mời. Bên em, bên em anh say trong hai. Toàn thể quý vị, có lẽ là trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị đây, cô dâu và chú rể cũng còn rất e ngại. Đáp lại tình cảm của toàn thể các cụ, các ông, các bà của hai bên gia đình đã đi đón cô dâu trở về hôn trường nhà ta để cùng tổ chức lễ thành hôn. Ngay sau đây cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta xuống rót những ly nước, mời những ly rượu và mời miếng trầu, miếng cao để cảm ơn toàn thể. Dạ vâng ạ, xin lỗi toàn thể. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong ngày vui, ngày trọng đại, ngày hạnh phúc của Duy Đặng và Thúy Diện thì anh chị hai của chú rể cũng có món quà ý nghĩa dành tặng cho hai em. Thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của anh chị dành cho hai em và chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc, quan tâm đến hai em nhiều hơn nữa. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Và ngay bây giờ cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng xuống phía dưới để cùng rót nước mời chầu quan viên hai họ, để gửi tới toàn thể quan viên hai họ lời cảm ơn sâu sắc nhất. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà. Và trong khi chờ đợi cô dâu và chú rể xuống phía dưới để cùng mời chầu, mời nước quan viên hai họ, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời trở về phía trên sân khấu một người MC của gia đình. Chương trình trong buổi trường hôm nay tổ chức lễ thành hôn của chú rể ông Duy Đặng và...
xuống dưới cung đàn ngân dài một lần đi vườn cha anh tới gặp em bên suối hát gì mà dừng bám nơ trong gì cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình một cô gái miền núi đang lặng còn lừa tìm rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn tìm gặp em cô gái nghiên ngọn đường tìm mình bạn lại vui như sẻ hoa nào ơi chẳng hay dù còn lấp đất bao tiếng cười reo vui
trao nàng chia khôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, tình mình bên lâu